Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được nhiều tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất về Hai Quân và Trấn Thành. Hội bạn thân Hàn Quốc của Harry Won toàn các cô gái xinh đẹp giàu có. Harry Won vừa chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh chụp chung với hội bạn thân Hàn Quốc. Theo lời của Harry Won, đây đều là những cô gái đã gắn bó với nữ ca sĩ hơn 10 năm. Họ bắt đầu quen nhau khi Harry Won khoảng 10 đến 23 tuổi. Lần này gặp lại nhau tại Hàn Quốc, họ đã có dịp hội ngộ và dành cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ ấm áp. Đặc biệt Harry Won cảm thấy rất vui mừng khi những người bạn thân của mình bây giờ đều là những người giàu có, thành đạt và xinh đẹp. Harry Won viết, gặp bạn bè thân, một chị biết từ 21 tuổi, một em biết từ 18 tuổi, một chị biết từ 23 tuổi. Ôi, toàn trên 10 năm. Ai cũng đẹp và ai cũng có cuộc sống hạnh phúc. Họ cũng làm việc cực nhọc từ con số 0 và giờ thì ai cũng khá giàu. Thấy họ vậy nên thật sự quá mừng. Trong tiệc cưới của Harry Won và Trấn Thành diễn ra vào tháng 12, 2016, hai cô bạn thân người Hàn của cô dâu đã bay sang Việt Nam để chúc mừng. Được biết, một cà cứng của Harry Won tên là Hee Shin. Họ luôn coi nhau như chị em thân thiết trong một nhà. Đây là cô gái khiến cho Harry Won cảm thấy mỗi lần nói chuyện mê gì đâu, nói ngoài không xong, lúc nào cũng cảm thấy không đủ thời gian khi gặp gỡ. Đặc biệt chính Harry Won cũng khẳng định vẻ đẹp của chị em bạn bè của mình là đẹp tự nhiên không chỉnh sửa gì. Sau kè nhan sắc dàn em gái Trấn Thành Harry Won, ai cũng xinh đẹp. Những cô em gái cặp đôi Trấn Thành Harry Won đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn mực. Có thể nói dàn em gái của hai nghệ sĩ nổi tiếng này không hề thua kém Hot Girl V-Beat. Thời điểm hiện tại, Trấn Thành Harry Won là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến. Kể từ ngày về chung nhà, họ càng được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Và dường như mọi vấn đề liên quan đến cặp đôi đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó có cả hội em gái của Trấn Thành và Harry Won. Em gái của Harry Won, Maria Ju và Judia Ju. Hai cô em gái của Harry Won được công chúng quan tâm sau khi xuất hiện ở đám cưới của cặp đôi Shinri tại Việt Nam. Được biết, Maria Ju và Rudia Ju là em gái ruột của bà xã Trấn Thành. Có thể thấy, trong bức hình chụp chung của ba chị em, hai cô em gái sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu với nụ cười tỏa nắng. Được biết, Rudia Ju năm nay 26 tuổi là cô em gái út của gia đình Harry Won. Rudia Ju sinh ra tại Việt Nam. Đến năm 6 tuổi, cô nàng trở về Hàn Quốc sinh sống. Hiện tại, Judia Ju quay lại thành phố Hồ Chí Minh cùng mẹ và chị gái để tiện làm việc. Là một cô nàng tinh nghịch, thế nên có thể nhìn thấy cô nàng khoe những nét đáng yêu trên trang cá nhân của mình. Dường như Rudia đã giảm cân đáng kể khác với vẻ ngoài bầu bĩnh hồi đám cưới chị gái năm 2016. Cô nàng từng khiến truyền thông chú ý khi xuất hiện tại Seoul Fashion Week năm 2018 với bộ cánh thanh lịch sang trọng cùng nhan sắc xinh đẹp của mình. Cũng giống như cô chị Harry Won, Judia Ju bắt đầu bước vào làng giải trí Việt với web drama đầu tay có tên Gia Đình Mén. Được biết đây chính là bộ phim mà bà xã Trấn Thành đầu tư sản xuất. Để hỗ trợ việc hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Judia đang theo học thêm ngôn ngữ tiếng Việt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trong khi cô em Judia Ju thường xuyên xuất hiện với các hoạt động giải trí, cô chị Maria Ju lại trầm hơn hẳn. Thông tin về cô nàng xinh đẹp này khá ít ỏi bởi cô không sống ở Việt Nam mà vẫn ở Hàn Quốc. Điều nhiều người tiếc nhất là việc Maria có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, chẳng kém gì mỹ nhân V-Beat. Thế nhưng cô nàng lại không chọn việc chen lấn và showbiz Việt để hoạt động nghệ thuật như chị và em gái mình. Những gì công chúng biết về Maria Ju chỉ thông qua những bình luận qua lại giữa cô và cặp đôi Trấn Thành Harry Won. Em gái Trấn Thành, Huỳnh My, Huỳnh Ân. Huỳnh My, Huỳnh Ân, hai cô em gái xinh đẹp, tài năng của Trấn Thành. Tuy không tham gia nghệ thuật như anh trai, cả hai nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng cân đối. Huỳnh My chính là cô em gái kề của Trấn Thành. Được biết, cô nàng năm nay 26 tuổi từng tốt nghiệp trường đại học quốc tế tại TP.HCM. Hồi đầu năm 2018, Huỳnh My kết hôn với Jung Man Ki đến từ Hồng Kông. Trong khi đó, cô em gái út Trấn Thành, Huỳnh Ân, 20 tuổi, đang là sinh viên của trường đại học RMIT TP.HCM. Được biết Huỳnh Ân giống như người anh nổi tiếng của mình, cô có niềm đam mê với nghệ thuật. Dù từng thi vào đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM, nhưng cô nàng tạm gác giấc mơ để học RMIT vì một số lý do cá nhân.
Quỳnh Ngân từng chia sẻ rằng mình tham gia vào làng giải trí sau khi học xong. Ở tuổi 20, Huỳnh Ngân đã sở hữu thân hình chuẩn mực. Bên cạnh đó, phong cách thời trang tuy đơn giản nhưng sang trọng của Huỳnh Ngân giúp cô thăng hạng nhan sắc rất nhiều. Ngoài những bộ cánh hay diện gồm áo phông quần jean, phối hợp giày thể thao năng động và đúng lứa tuổi, Huỳnh Ngân chăm chỉ chia sẻ hình ảnh của mình lên trang cá nhân hơn so với chị gái Huỳnh My. Mới đây trên trang cá nhân, em gái út Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc mặc áo bơi, khoe vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Huỳnh Ngân nhận được rất nhiều lời khen cho nhan sắc của mình. Có thể thấy rằng, hộ em gái của cặp đôi Trấn Thành Harry Won đều sở hữu nhan sắc chẳng hề kém cạnh mỹ nhân V-Beat nào. Bên cạnh đó, có người đam mê với nghệ thuật như anh chị của mình. Chắc chắn trong tương lai, với nhan sắc niềm đam mê cùng sự hỗ trợ của Trấn Thành Harry Won, họ được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.